Chúa, chúng ta có được cơ hội để đến để mà nhóm họp thờ phượng cũng như học hỏi lời của Chúa buổi chiều hôm nay thì cũng giống như là tựa đề tuần vừa rồi, chúng ta học lại trong sách Các Quan Sát. Đây là một cái quyển sách mà tôi cũng đã đọc qua rất là nhiều lần và học hỏi rất là nhiều trong những năm tháng vừa qua. Lần đầu tiên mà tôi đọc cái sách Các Quan Sát là năm tôi học lớp 12 mùa hè, thì 3 tháng hè tôi chỉ có học trong sách Các Quan Sát, là bởi vì trong lúc đó thì tôi rất là thích những cái điều gì đó mà nó nhiều những cái chiến tranh, nhiều những cái đánh lộn này kia các nọ và học những cái mưu kế làm sao mà chúng mà đánh thắng, là bởi vì tôi thì nhỏ con mà mấy đứa kia thì nó bự quá, cho nên học qua được cái Kinh Thánh nói đánh cần phải đánh lộn như thế nào cho nó được thắng trận tại vì ít khi nào mà đánh mà thắng lắm. Cho nên tạ ơn Chúa thì ở trong cái đoạn Kinh Thánh này thì rất là nhiều mục sư, rất là nhiều diễn giả đã chia sẻ về cái đoạn Kinh Thánh này rồi, và nói lên một cái khía cạnh rằng cho dù chúng ta không có sức mạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có sự đắc thắng. Cái đó là cái điều mà rất là hiển nhiên trong cái đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà có một cái khía cạnh khác mà tôi muốn chia sẻ, mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, nó rất là trong những ngày đầu năm này, chúng ta có một sự mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều những cái niềm hy vọng, và có lẽ chúng ta cũng có rất là nhiều những sự sợ hãi, là bởi vì có lẽ chúng ta nhìn vào trong tương lai vì chúng ta không biết được rằng cái tương lai đó nó sẽ như thế nào. Có lẽ chúng ta nhìn vào trong những cái tương lai sắp tới và nói rằng có lẽ cái hãng của chúng ta nó sắp sửa bị downsize, và chúng ta không biết rằng chúng ta có bị lay off hay không. Hoặc là chúng ta nhìn vào trong những cái ngày sắp tới này phải trả tiền thuế thì không biết là lấy tiền đâu ra để mà trả tiền thuế. Hoặc là có rất là nhiều những cái sự sợ hãi nó về mặt COVID. Thì nếu mà chúng ta đọc báo chí thì nói rằng ngày hôm nay cái COVID, cái dạng XBB 1.5 này nó không có thuốc để mà chữa trị, và những cái sự chích ngừa chúng ta nó không có hiệu quả trên cái con vi khuẩn này nữa, là bởi vì nó không có ảnh hưởng gì, cái chích ngừa chúng ta nó không còn ảnh hưởng nữa. Thì có lẽ chúng ta sợ về mặt bệnh hoạn, chúng ta có thể sợ trong tương lai về mặt tài chính, chúng ta sợ có lẽ về con cái của chúng ta, về gia đình chúng ta, có nhiều những sự lo lắng trong lòng của chúng ta. Thì đây là cái lời mà chúng ta thấy ở trong sách Các Quan Sát đoạn số 7. Tôi muốn đọc, cô Chiến đọc vừa qua từ câu số 7 đến câu số 22, thì cái đó là cái phần chính của cái đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà tôi muốn quay lại cái phần đầu để mà đọc qua một chút xíu. Khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Gideon làm người quan sát cho dân sự Israel, thì Chúa có một cái ơn cho ông Gideon mà rất là khác với là những cái người khác ở trong Kinh Thánh. Ông Gideon, Chúa bày tỏ rất là nhiều cho ông. Chúa giống như là Chúa ôm ông trong tay, Chúa đối xử với ông Gideon rất là khác. Chúa kêu gọi ông và ông nói rằng: Chúa ơi, có gia đình con là cái gia đình thấp hèn nhất trong cái làng này. Cái làng con là cái làng thấp hèn nhất trong cái nước này. Và con là cái người thấp hèn nhất ở trong cái gia đình của con. Nếu mà chúng ta quay lại và đọc ở trong Các Quan Sát đoạn số 6, thì ông ta nói cái điều này với lại thiên sứ, khi mà thiên sứ đến với lại ông Gideon. Và Chúa, có lẽ Chúa biết được cái tâm trạng của ông ta. Nhưng mà ngược lại với lại ngược lại với lại Môi-se chẳng hạn, thì ông ta cũng nói tương tự như vậy, nói con là một người mà không có ăn nói được, tại sao Chúa kêu gọi con? Thì Chúa không có giống như là nhỏ nhẹ đối với ông, nhưng mà Chúa rất là nhỏ nhẹ với lại Gideon. Khi mà Chúa bảo ông đi đánh và Gideon nói: Chúa ơi, con rất là sợ, thì Chúa nói là: bây giờ ngươi cứ để cái lông cừu ra, và ta sẽ làm cho lông cừu ướt và cái đất xung quanh nó khô, thì ngươi sẽ biết rằng ta đã kêu gọi ngươi. Ông thấy được điều đó và ông nói là: Chúa ơi, con chưa chắc. Có rất là nhiều những sự sợ hãi ở trong lòng của Gideon. Và ở trong cái đoạn Kinh Thánh này, ở trong đoạn số 7, thì chúng ta thấy một lần nữa Chúa rất là nhỏ nhẹ đối với lại Gideon. Thì chúng ta thấy điều này. Tôi sẽ đọc ở trong từ câu số 1 cho đến câu số 5 sẽ nói như thế này. Qua ngày sau, Jerubal, tức là Gideon, và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm.
đi đóng trại gần bên suối Harod. Dinh của Maria, đây nói dinh là cái trại quân, cái phần cuối của đoạn kinh thánh này thì cái lời Việt dịch nó đến chính nghĩa hơn là cái dinh ở đây là không phải là cái dinh nhưng mà là cái trại quân của dân Marian. Dinh của Marian ở phía bắc về dòng More ở trong chúng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Midian vào trong tay nó đâu. Ê Israel sẽ nói cùng ta sự khoe mà rằng tay tôi đã cứu tôi. Đây Đức Giê-hô-va nói chuyện với lại Gideon rất là rõ ràng. Chúa nói lý do tại sao Chúa không có muốn cái đạo binh này đi và đánh trận, bởi vì đông quá là cỡ nào, 40.000 người. Cái đạo quân của ông Gideon nó rất là lớn. Ở trong câu số 3, vậy bây giờ hãy truyền lệnh cho này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Galiad? 2.000 người bèn trở về, còn lại 1.000 người, tôi làm toán sai, 32.000 người chứ không phải là 40.000. 32.000 người thì 22.000 người đi về nhà, còn lại 10.000 người ở tại đó. 10.000 thì cũng khá đông phải không ạ? Dân khi mà Mỹ đi đánh bên Afghanistan với lại bên Iraq thì gửi có 3.000 người trước à. Cho đến xong rồi sau này gửi thêm 7.000 người nữa là 10.000 người, thì chúng ta thấy được rằng một cái nước cường mạnh như Mỹ này đi đánh trận cũng chỉ có chừng đó người thôi. Mà ngày xưa kia thì ông Gideon ông dẫn cái đạo quân của ông là 32.000 người đi đánh, thì 22.000 người nói là sợ hãi run rẩy. Trong câu số 3 nói ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về, là bởi vì Chúa biết được rằng ở trong lòng của chúng ta, nếu mà chúng ta có sự bất an, chúng ta không thể đánh trận được. Nếu mà chúng ta có sự sợ hãi trong lòng của chúng ta không thể nào mà đương đầu với lại cái tương lai mà chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, chúng ta không nhìn rõ được. Đây là một điều rất là quan trọng, là bởi vì cái sự sợ hãi này chính là cái sự mà Chúa đặt để vào trong lòng của những người Mia. Ở trong Kinh Thánh nói thêm như thế này, 2.000 người bèn trở về, còn lại 1.000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng dân hãy còn đông quá, hãy biểu chúng nó xuống nước, xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Thì chúng ta biết được rằng ở đây Đức Chúa Trời nói với lại Gideon cho cả đạo binh đi xuống dưới dòng suối, và những người nào mà quỳ xuống uống nước, thọc cái đầu mình xuống dưới nước uống á, thì cho họ đi về. Còn những người nào mà múc nước lên bằng tay, và trong Kinh Thánh nói là liếm như chó, thì đó là những người giữ lại. Thì trong cái vòng những người mà múc nước lên bằng tay và uống thì có 300 người mà thôi. Và đó là cái khởi đầu của cái lời chia sẻ buổi chiều ngày hôm nay. Có rất là nhiều người sẽ nói rằng những người mà múc nước lên bằng tay đó là họ uống và họ nhìn xung quanh để biết được cái tình hình, và họ là những cái người mà có lẽ đánh trận quen rồi, và những người rất là tài giỏi này kia nọ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã định điều này. Có nhiều khi tôi đi uống nước thì tôi thường thường lấy cái ly rót nước vô uống cho được đàng hoàng, và có rất là nhiều khi tôi uống nước thì tôi không rót ra ly, tôi thọc cái đầu tôi vào trong cái vòi nước và tôi uống. Thì cái điều gì nó giúp cho chúng ta phân biệt được lúc nào cần cầm ly và lúc nào mà không cầm ly? Khi mà mình khát quá thì không dùng ly, và khi nào mà mình có những người xung quanh nhìn thì mình dùng cái ly nhìn cho nó được lịch sự, phải không ạ? Và ở đây thì tôi nghĩ rằng Chúa đặt để cái điều này ở trong lòng của những người đã uống nước, dù là họ là những người mà đánh giỏi hoặc là những người này gì khác nọ thì mình không biết. Mình chỉ biết được rằng đó là cái những người mà Chúa đã chọn lựa. Trong 10.000 người, Chúa chọn lựa 300. Và 300 người đó đi đánh trận với lại ông Gideon. Bởi vì ở trong cái lúc này chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi là dân Midian sẽ thua. Lý do tại sao họ thua? Lý do tại sao họ thua là bởi vì họ sợ. Mặc dù những người đi đánh trận có 300 người thôi. Và ở trong này thì
Có nói như thế này về dân về về những người mà đi đi đánh đánh trận cho dân Midian. Ở trong câu số 12 có nói như thế này: Và dân Midian, dân Amalek và hết thảy những người phương Đông bổ ra trong chúng đông như cào cào. Họ rất là đông ở tại đó. Nhưng mà đông không có nghĩa là mạnh. Ở đây mình thấy được rằng Kinh Thánh nói rất là rõ, dân Midian và dân Amalek và hết thảy những người phương Đông, đây là những người mà không có từng đánh trận chung với nhau. Đây là những người mà nhóm lại để mà làm cái gì đó, thì họ không có một cái họ không có một cái ý chung với nhau. Đây là những người mà nhóm lại với nhau và nghĩ rằng mình mạnh là bởi vì mình đông. Đông như là cào cào, còn lạc đà của họ giống thì vô số cái khác nào các nơi bờ biển, rất là đông, rất là nhiều người. Nhưng mà họ không có cùng một ý, họ không phải là một dân tộc, họ không phải là một, họ không có đánh với là một cái phương hướng chung với nhau. Đây là một số đông nhóm lại với nhau. Và chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời giúp cho Gideon một cách mà chúng ta chưa thấy bao giờ trong Kinh Thánh hết. Trong lúc Gideon đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng đây là Đức Chúa Trời đã đặt để những cái điều này ở trong lòng của những người ở trong trại của Madian. Trong lúc Gideon đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mì mạch, không phải là một cái bánh mì lớn mà một cái bánh rất là nhỏ, phải không ạ? Bởi vì chúng ta biết được rằng có lẽ trong cái điềm chiêm bao này thì cái người này thuật lại, ông không có, ông biết được rằng cái bánh nó rất là nhỏ, tượng trưng cho một cái dân Israel nó nhỏ, một cái đạo binh rất là nhỏ, nhưng mà nó sẽ lăn vào trong cái trại này. Nhưng mà bởi không phải là bởi vì nó nhỏ nhưng mà nó sẽ bị thua, nhưng mà bởi vì nó nhỏ mà nó sẽ thắng. Thì ở trong lòng của họ, Đức Chúa Trời đã đặt để một cái sự sợ hãi, và từ đó họ không thể nào đánh được, họ không có thể nào mà họ không có một cái ý để mà đánh nữa. Họ đã để cho cái sự sợ hãi đó nó thu hút cái tư tưởng của họ, làm cho họ sợ và họ không thể nào đánh được nữa. Tôi đi đến cái câu cuối cùng mà trong câu số 22 thì có nói như thế này: 300 người cứ thổi kèn, 300 người đi theo Gideon cứ thổi kèn, 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân Đức Giê-hô-va khiến trở gươm mỗi một người chém lẫn bạn mình. Chúng ta thấy được đây là một cái bức hình mà rất là tệ, rằng họ sợ đến mức độ mà họ không có chém thù nghịch, nhưng mà họ chém những người bạn của mình, những người xung quanh, những người gì, những người mà đang ở trong một cái tình huống giống như y chang như mình, là bởi vì sự sợ hãi đó. Mỗi một ngày trôi qua thì chúng ta thấy được rằng ở trên báo chí thường thường đăng về rất là nhiều những cái tin tức. Chúng ta thấy được rằng mình thấy ở tại những cái biên giới có những người muốn đi vào trong nước Mỹ. Trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta thấy có 500 người đi từ từ Cuba, họ đi trên những cái thuyền nhỏ đi qua bên đảo ở bên Florida. Và ở đây thì rất là nhiều người sẽ đưa ra những cái, chúng ta là những người di dân thì chúng ta nói cho họ vô đâu mất mát gì đâu, cho họ vô hết, ai ai di dân cũng vô hết. Phần đông của những người ở trên đất nước Mỹ này là những người di dân, dù là họ là trắng đen vàng đỏ, ai cũng là ngoại trừ người đỏ ra, đỏ là họ ở đây bao nhiêu kiếp rồi tôi không biết. Nhưng mà phần đông chúng ta là những người di dân, thì cái phương hướng mà chúng ta suy nghĩ là cho họ vô. Nhưng mà có rất là nhiều người sẽ nói là họ rất là sợ, họ rất là sợ là bởi vì có lẽ khủng bố nó vô, những người mà họ đi theo Taliban nó vô đây thì sao, nó sẽ làm nổ cái này, giết chết người kia. Nó không phải, những người mà đi giết người ở trên đất nước này không phải là người ở ngoài, là người ở trong nước này, là những người lớn lên ở đây, những người sanh đẻ tại đây. Và chúng ta nhìn lại cái
cơn đại dịch này nó không có đáng lý, nó rất là dễ dàng, nó không cần phải khó cái đến cái mức độ này. Chúng ta có mang khẩu trang hay không, nó không phải là một câu hỏi mà nó cần phải khó để mà trả lời, nó cần phải rất là dễ dàng. Chúng ta làm là bởi vì chúng ta lo cho những người xung quanh. Nhưng mà cái khẩu trang nó trở nên một cái gì đó mà chúng ta nhìn và chúng ta nói rằng ô, cái người này không phải là bạn của mình, cái người này không phải là những người thân quen của mình, đây là những người mà có những cái ý định khác, đây là những người mà tin về những cái gì đó khác với chúng ta. Hoặc là chúng ta nhìn vào những người mà không mang khẩu trang thì chúng ta nói ô, đó là địch của mình. Cho dù chúng ta lớn lên quen với họ rất là lâu năm, và bởi vì cái khẩu trang dù là đeo hay là không đeo, họ trở nên thù nghịch của chúng ta. Luôn cả vấn đề chích ngừa, bao nhiêu năm vừa qua, khi chúng ta là những người di dân thì chúng ta biết được rằng trước khi Mỹ nó cho chúng ta vô đây, chúng ta phải chích, đi chích ngừa rồi, chích rất là nhiều lần. Chích không biết bao nhiêu mũi để mà lên trên máy bay để mà đi qua này, ai cũng đưa tay ra chích đi đúng không, ai cũng muốn chích hết đó, chích càng nhiều càng tốt. Nhưng mà trong những năm tháng vừa qua thì ai mà chích ngừa thì giống như là họ bị cái gì đó. Và những người mà đi chích ngừa thì nhìn lại những người mà không đi chích ngừa, nói không biết họ bị cái bệnh gì. Bao nhiêu năm nay đi chích ngừa rồi không có gì hết, bây giờ tại sao cái này nó trở nên một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lo. Chúng ta là những người có rất là nhiều những sự sợ hãi, bởi vì cái COVID này nó giết rất là nhiều người rất là nhanh chóng, cho nên chúng ta không biết được ai là địch và ai là bạn. Cái sự sợ hãi nó làm cho chúng ta mù, cái sự sợ hãi nó làm chúng ta giống như là dân Midian đây, ở trong một cái chỗ rất là tối. Nó tối không phải là bởi vì nó tối, nhưng mà nó tối là bởi vì chúng ta sợ, nó tối là bởi vì chúng ta không biết được ai là bạn và ai là thù. Ngày hôm nay, bởi vì chúng ta không biết được những sự suy nghĩ của những người khác, cho nên chúng ta sợ họ. Chúng ta nhìn vào trong những người Mỹ và họ nói cái tiếng Mỹ của họ, mình không hiểu cho nên mình sợ họ, là bởi mình không biết là họ nói cái gì. Có lẽ họ nói mình mà mình không biết, nó cười mình, nó chê mình, cho nên mình không biết, mình không hiểu, cho nên mình sợ. Và những người khác nhìn đến người Việt mình cũng vậy, không biết nó nói cái gì. Không biết nó đang nói gì về mình, cho nên có rất là nhiều người, tôi tiếp xúc với lại một số người, và khi mà tôi nói tiếng Việt hoặc là thì họ cảm thấy rất là khó chịu, là bởi vì họ không biết là mình đang nói xấu họ hay không, và họ tự ái về cái vấn đề đó. Cái sự sợ hãi nó đến là bởi vì họ không biết, họ không hiểu. Sự sợ hãi đến là bởi vì chúng ta ở trong một cái nơi mà chúng ta không biết được tương lai, không biết được cái trận chiến trước mặt chúng ta, không biết được ai là kẻ thù của chúng ta, không biết được ai là những cái người mà sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có lẽ không biết những người mà có lẽ họ hơi khác với mình. Họ có lẽ là đàn ông hoặc là đàn bà mà chúng ta không nhận diện ra được, nhìn từ xa thì không biết được là cái người đó là như thế nào. Và chúng ta gây nên cái sự sợ hãi đó trong lòng chúng ta. Mặc dù cái người đó không bao giờ từng làm cái gì sai đối với chúng ta hết. Họ chưa từng bao giờ làm một cái gì đó mà xúc phạm đến chúng ta hết. Nhưng mà bởi vì cái sự sợ hãi mà chúng ta có trong lòng, chúng ta không biết được cái người đó sẽ làm gì, cho nên chúng ta cho họ là thù nghịch của mình. Ở trong câu số 22 ở đây, Kinh Thánh viết lại để chúng ta biết được rằng chúng ta sợ cái mà chúng ta không biết, chúng ta sợ cái mà chúng ta không hiểu. Và khi mà cái tiếng kèn nó thổi lên rồi, và cái tiếng của những cái bình nó đập xuống, nó bể 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 bể, và cái đèn nó sáng lên, và chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta cảm thấy rất là hoảng hồn, giống như là tôi đang lái xe giữa chừng và nhưng không có nhưng tôi nghe cái tiếng xe cảnh sát mà nó ré lên một cái, xong rồi đèn chớp chớp chớp, là chết rồi, mình làm cái gì sai. Phải không ạ? Nhưng mà cái chúng ta dừng xe lại, nhưng mà nó chạy xa khỏi mình đúng không? Mình rất là sợ, là bởi vì mình không biết mình đã làm cái gì sai. Và cái sự sợ hãi đó nó làm chúng ta suy nghĩ đến tôi không làm gì sai hết thì ai trong cái xe này làm sai. Nó muốn bắt ai đây, nó không bắt mình nhưng mà nó bắt ai. Những cái
những cái sự gì đó nó làm chúng ta bị shock, bị chấn động, làm chúng ta không biết được cái gì đúng và cái gì sai, không biết được ai đã làm gì. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta ở trong những cái tình huống thì nếu mà chúng ta sắp sửa mất việc thì chúng ta sẽ nghĩ lỗi này tại ai? Ai đã không làm cái công việc của mình để cho cái điều này nó xảy ra? Hoặc là bởi vì có lẽ là bởi vì ông tổng thống, hoặc là bởi vì cái gì đó mà chúng ta không kiểm soát được, không, chúng ta không điều khiển được, nó xảy ra và chúng ta muốn tìm một lý do ở gì đó để mà trấn an mình. Ồ, đây không phải là vì tôi, đây không phải là vì những cái gì đó tôi làm. Trong sự sợ hãi, chúng ta luôn luôn muốn đi tìm được cái người nào, cái kẻ thù nào đã gây ra cái điều khó khăn cho tôi. Ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được rằng cái cách mà Kinh Thánh diễn tả nó rất là, nó giống như là nó dồn, nó rất là nhanh chóng, nó đập và nó thúc đẩy chúng ta đi đến, là bởi vì nó có rất là nhiều những cái điều nó xảy ra trước mắt chúng ta, giống như là những cái nhịp tim của chúng ta càng ngày nó càng nhanh dần, là bởi vì nó muốn hồi theo với lại cái sự sợ hãi của câu chuyện này. Chúng ta biết được rằng ở trong cái câu đoạn 7 câu số 2 nói đến sự sợ hãi của dân sự Israel, và trong câu số 22 nói đến sự sợ hãi của dân sự Madian, và tất cả những sự sợ hãi đó làm chúng ta suy luận, suy diễn ra trong cái đầu chúng ta, ai là cái người có lỗi, ai là cái người phạm tội. Và trong cái sự sợ hãi của chúng ta thì có lẽ có nhiều khi chúng ta quay lại và nói tôi đã phạm lỗi gì, phải không ạ? Đó là cái điều mà có lẽ nó thực tế nhất. Khi chúng ta trải qua những sự khó khăn trong cuộc đời của mình thì thường thường chúng ta sẽ quay lại và hỏi rằng Chúa ơi, con làm gì sai? Con phạm lỗi gì? Chúa phạt con vì lý do gì? Sự sợ hãi là mình không biết là mình đã làm gì điều gì sai, là bởi vì mình làm nhiều điều sai quá cho nên bây giờ muốn nhìn ngồi lại về để mà biết được cái điều nào sai để mà nó giúp cho chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải sửa sai ở chỗ nào và chúng ta cần phải đi xin lỗi ai và về việc gì, thì nó rất là khó. Và đó là cái sự sợ hãi mà chúng ta có. Chúa ơi, con làm điều gì sai? Tại sao điều này xảy ra cho con? Giúp cho con để con biết được tại sao con phải trải qua điều này. Cái lời Kinh Thánh ở đây nó thúc đẩy chúng ta, nó giúp chúng ta thấy được cái khía cạnh của sự sợ hãi. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta cũng thấy được rằng ông Gideon, ông có một cái mối quan hệ đối với Đức Chúa Trời rất là gần gũi. Ông là người rất là nhiều những sự sợ hãi. Ông nói với Chúa rằng Chúa ơi, cái gia đình con là cái gia đình nhỏ bé nhất trong cái thành này, và cái làng này là cái làng nhỏ nhất ở trong cái nước này, và con là cái người nhỏ nhất ở trong cái gia đình này. Có rất là nhiều những mặc cảm, có rất là nhiều những sự sợ hãi, và mỗi một lần mà ông muốn đi đánh trận đó thì Chúa phải trấn an ông trước. Đánh đi con, nếu mà con vẫn còn sợ thì hãy đi xuống dưới đó và nghe họ nói cái gì. Ở trong này chúng ta thấy được rằng có một cái điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta nhận diện ở đây, rằng Chúa luôn luôn ở với Gideon, cũng giống như là Đức Chúa Trời luôn luôn ở với mỗi một chúng ta trong sự sợ hãi của chúng ta. Không là bởi vì chúng ta sợ hãi mà làm mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không phải là bởi vì chúng ta sợ hãi cho nên chúng ta biểu hiện cho cái sự bất tín. Có rất là nhiều người sẽ nói với chúng ta rằng bởi vì cái sự bất tín của chúng ta cho nên sự hiện diện của Đức Chúa Trời không có ở đó. Bởi vì cái sự bất tín của chúng ta cho nên chúng ta mới trải qua những sự khó khăn trong cuộc đời này. Bởi vì cái sự bất tín của chúng ta không có tin vào trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta mới phải trải qua những sự khó khăn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được rằng
Mặc dù ông Gideon, ông không có niềm tin, Đức Chúa Trời nói trực tiếp với ông, nhưng mà ông vẫn chưa tin được. Cái sự sợ hãi đó nó không lấy đi cái tình yêu mà Chúa đặt để tại đó cho ông Gideon. Chúng ta thấy được rằng không bởi vì chúng ta sợ, không bởi vì chúng ta thiếu niềm tin, mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời thiếu vắng đi trong cuộc sống của chúng ta. Không, Chúa rất là biết, Chúa rất là hiểu cái sự bất tín của chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng Chúa trong mỗi một giai đoạn ở trong cái điều này, Chúa nói con có nhiều người quá, cho họ về đi. Và ông, tôi nghĩ chắc là ông Gideon nói Chúa cái này hơi nguy nha, con có con nhóm được 30.000 người đi với con, bây giờ Chúa nói giờ 20.000 người đó đi về đi thì cái này hơi nguy đó, giờ còn lại 10.000. Ông có lẽ ông nghĩ người 10.000 cũng ok, 10.000 thì cũng đông, mình có chết thì cũng có người chết chung, phải không ạ? Không có chết mình. Xong rồi từ 10.000 người xuống còn có 300, có lẽ ông hơi rùng hơn chút xíu. Bây giờ Chúa ơi, 10.000 xuống còn 300, giờ là có lẽ là chết chung, chết thiệt, chết thẳng cẳng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cho dù ông ta có những cái sự sợ hãi trong lòng, Đức Chúa Trời vẫn nương theo, vẫn nói con ơi, con đi xuống dưới đó đi, đi xuống và nhận diện được rằng cái cánh tay của ta không bao giờ xa khỏi con. Chúng ta đọc thêm một đoạn kinh thánh nữa, một người đánh trận rất là quen ở trong sách Thi Thiên đoạn số 23. Tôi biết được rằng rất là nhiều người ở đây đã học thuộc đoạn kinh thánh này rồi, nhưng mà chúng ta mở ra và chúng ta đọc qua cái đoạn kinh thánh này một chút xíu. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Giống như chăng như là Chúa dẫn ông Gideon và 300 người đó đi xuống dưới một cái mé nước. Trong cái tấm lòng của họ có rất là nhiều những sự sợ hãi. Một người đi đánh trận, một người đi chiến trận, một người sắp sửa đi và liều vào trong một cái cuộc chiến thì biết được rằng mình sắp sửa là một người sẽ chết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được rằng ông vua David, ông viết về cái khía cạnh đó và ông nói rằng Chúa là cái người mà giữ cho cái lòng của ông được yên nghỉ. Ngài bổ lại lên hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Là bởi vì mặc dù tôi có sống hoặc là tôi có chết, là bởi vì đó là cái điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định rồi. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta nhìn vào trong tương lai và chúng ta thấy được cái tương lai đó nó không có được sáng, nó không có được tốt, nó không có được rõ, nó không có được giống như chúng ta nghĩ. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta nghĩ rằng ô, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ đạt được cái này, tôi sẽ như thế nào đó. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy ô, cái cuộc đời của mình nó không giống như mình nghĩ. Và có lẽ chúng ta đang ở trong một cái nơi tối tăm, ở trong tâm linh, ở trong tư tưởng, ở trong sự suy nghĩ, ở trong thực trạng. Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái chuông và cây gậy của Chúa ở cùng tôi, an ủi tôi. Ở trong câu số 5 nói đến một điều mà có lẽ cái sự giải đáp cho cái câu chuyện Gideon. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Tôi đọc qua cái câu kinh thánh này thì nói rằng Chúa là đấng giảng hòa. Giữa hai người đang có những sự tranh cạnh, giữa hai người mà đang có sự xích mích, giữa hai người mà đang có sự chiến đấu, thì không phải là mỗi một người nào đó có thể đứng ra để mà giảng hòa được. Sự giảng hòa chỉ đến khi mà Chúa dọn một cái bữa tiệc giữa hai người đang có sự xích mích. Chúa là cái đấng đem sự hòa bình giữa hai người lại với nhau. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta muốn giảng hòa, chúng ta ở trong một nơi tối tăm, chúng ta ở trong một cái nơi lo lắng, chúng ta ở trong một cái nơi sợ hãi là bởi vì chúng ta sợ mất đi một cái mối quan hệ nào đó, chúng ta sợ mất đi một cái tình nghĩa nào đó, chúng ta sợ rằng có lẽ cái sự giảng hòa nó sẽ không có ở đó trong cuộc đời của chúng ta, là bởi vì chúng ta đã làm một cái điều gì đó nó quá đáng, nó quá xa, và ngày hôm nay chúng ta không thể nào đi ngược lại được nữa.
Nhưng mà trong câu số 5 cho chúng ta cái chìa khóa đó. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Đấng giảng hòa, đấng đem lại sự bình an, không phải cho chúng ta mà thôi, cho những cái gì đó mà chúng ta đang trải qua, cho những sự suy nghĩ của chúng ta, trong những cái sự sợ hãi của chúng ta. Nhưng mà Chúa là cái đấng đem lại sự bình an giữa chúng ta và những người khác. Sự bình an ta ban chẳng như thế gian ban. Sự bình an ta ban cho. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đó là lời hứa mà Đức Chúa Jesus cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Sự bình an mà Chúa đem đến cho những sự sợ hãi của chúng ta ngày hôm nay. Sự sợ hãi đó là gì? Tôi không thể nào biết được tất cả những sự sợ hãi, những sự lo lắng, những sự gì đó mà quý ông bà chị em phải trải qua, đang phải đương đầu với. Tôi không biết được. Nhưng mà tôi biết được một điều, đó là Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta đến một nơi giống như vua David nói, một mé nước bình tĩnh, một nơi mà có lẽ bão, gió, mưa gì đó nó rơi xuống, chúng ta sẽ cảm thấy ấm cúng, bình an, không bởi vì chúng ta cái sức riêng của mình, nhưng mà bởi vì Chúa đặt để sự bình an đó trong đời sống của chúng ta, trong lòng của mỗi của chúng ta. Tôi mong muốn và tôi cầu mong điều đó cho đời sống riêng của tôi, cho gia đình tôi và cũng như trong gia đình của mỗi một người trong Hội Thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con trời. Giúp cho chúng con để chúng con nhìn đến Ngài trời trong những sự hoang nạn của cuộc sống này. Để chúng con nhìn đến Chúa, đến với Ngài trong những nơi đen tối nhất trong cuộc đời chúng con. Trong những đêm mà chúng con không thể nào có được sự bình an, Lạy Chúa, xin Chúa Ngài đến và trong những nơi đó cho chúng con sự bình an của Ngài. Đem lại chúng con sự an nghỉ trời, đem lại chúng con, làm cho lòng chúng con dịu xuống trời và bớt đi sự lo lắng. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con trong năm mới này, để chúng con bước với mắt của chúng con nhìn đến với Ngài trời, để chúng con tin cậy nơi Ngài cho sự bình an của tấm lòng của mỗi chúng con, để giải hòa tất cả những sự khó khăn trong đời sống chúng con, để đem lại sự bình an giữa chúng con và những người khác trong gia đình chúng con trời, trong những người bạn của chúng con trời. Tất cả những sự rạn nứt xảy ra trong những năm tháng vừa qua, Lạy Chúa, xin Chúa Ngài hàn gắn nó. Chỉ có một mình Ngài có thể mang lại sự hàn gắn trong những sự đổ vỡ và trong đời sống của mỗi chúng con trời. Chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con. Giúp cho chúng con để chúng con không chém lẫn nhau nữa, không giết lẫn nhau nữa trời, không cắn xé lẫn nhau nữa Chúa. Nhưng để chúng con đương lòng chúng con, đương mắt của chúng con đến với Ngài, để cầu xin Chúa Ngài đem sự giải hòa của Ngài và cho đời sống của mỗi của chúng con. Cho chúng con sự bình an thật của Ngài trời. Cho chúng con sự bình an thật từ nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Và chúng con cùng nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.